Chuyện là có mấy anh chị trên kênh nói là coi clip của hai đứa em á, cảm thấy nhớ nhà nhớ quê quá. Cảm giác nó bình yên đang đi làm xa mà coi cái là muốn về quê không à. Hiền ơi, tao nói đọc xong ha, cảm giác nó sướng rung mình chân á mọi người, cảm thấy vui lắm. Tại vì ít nhất những cái clip mà tụi em làm ra cũng có đem lại một cái giá trị gì đó nho nhỏ cho mọi người về mặt tinh thần. Đó thì về tinh thần thôi nghe, chứ vật chất hai đứa em không có à. Tính tới bữa nay là cũng lâu lắm rồi đó mọi người mới quay trở lại với mấy cái cảnh sông nước lội bắt con này con kia như thế này. Chắc là cũng có nhiều anh chị trên kênh là nhớ những cái cảnh này dữ lắm rồi phải không? Nhớ lúc trước là ngày nào cũng ra lội hết trơn, không bắt con này cũng con kia. Được mọi người biết tới nhiều là cũng nhờ ngoài đây không á. Ít ra đây là tại vì dạo này không biết sao mà cá mú đồ ít quá mọi người ơi. Toàn là ốc với lại cua này kia không à. Không lẽ có hai món ốc với cua làm hoài mọi người. Trời ơi, ốc không à, mà cũng bự bự nha. Ông kỹ đặt cái giớn hồi bữa tới giờ không có được con cá, toàn là ốc không à. Mà cái này là ốc bu đen nha mọi người, chứ không phải ốc bu vàng đâu à. Nghe mấy người lớn lớn nói ăn ốc bu vàng là bị thục cái ấy rồi, thành ra còn trẻ đâu dám ăn. Còn thục cái gì thì chắc ở đây mọi người cũng biết rồi ha. Còn ai mà thật sự không biết thục cái gì thì nhắn tin riêng cho em đi, em nói nhỏ cho nghe, chứ nói trên này ngại lắm, mắc cỡ chết luôn á. Ta nói cái hầm bà ba bây giờ thì ốc bao la luôn á mọi người, nó xanh soi nảy nở đồ mau lắm. Ấy bà vớt bà đem chợ bán lai gai hoài chứ gì. Mà hai đứa em đâu có mua của bà đâu, khùng sao mua ra đây bắt gì đỡ tốn tiền, đã không dám chịu mua gì mua không biết. Đi vòng vòng cặp mé hầm vậy nè mọi người, vậy cho nó đu trên mấy cái tàu dừa nhóc trơn á. Ra đây đi vòng vòng chừng nửa tiếng thôi là có con thao ốc ăn rồi đó, mà con nào con ấy mập thù lù à nghe. Bắt thì lựa mấy con ốc bự bự thôi, còn nhỏ nhỏ thả lại vậy đó, chứ mình có mình ăn hoài à. Đó mọi người coi nè, lội chút xíu thôi là có mồi gì là vô lay gai đồ được rồi đó. Mớ ốc này vô thì em rửa cho sạch sẽ nha mọi người, sau đó mình đem đi ngâm với vài trái ớt ha, để nó lâu lâu đi cho nhả ba cái bùn đất trong bụng nó ra cho nó sạch. Rồi mọi người chuẩn bị cho em mớ nguyên liệu như thế này nghe: gừng, sả, tỏi, ớt, hành tím, lá quế với lại vài trái tắc. Cái nồi một quai huyền thoại này là gắn bó với tụi em khá là lâu rồi nè mọi người, từ những ngày đầu luôn á. Rồi, ốc này ngâm sớm giờ 2 tiếng đồng hồ mọi người ơi, bây giờ mình làm được rồi đó. Để bữa nay em làm cái món ốc này là bảo đảm mọi người chưa từng ăn bao giờ luôn nè. Nhưng mà là cực kỳ ngon chứ không phải giỡn đâu nha. Đầu tiên là mình thảy vô hành tím, xả với lại tỏi, mình phi cho nó vàng nó thơm đều lên hết đi. Rồi quăng vô mớ ốc bu nãy của mình đó, mình xào sơ ha. Lỡ tay rồi quăng vô vài lát gừng với lại vài trái ớt nữa, xào cho nó nóng nóng, nó bốc cái mùi thơm lên một cái. Ốc mà chế coca vô không biết nào giờ mọi người đã thử chưa ha. Trời ơi, mới đổ vô thôi nó làm cái xèo bay cái mùi thơm phức liền. Một cái lon coca như thế này thì mọi người xào được khoảng 1,5 kg ốc á. Coi tới đây là biết nãy giờ có anh chị nào mà chưa ăn là nói hai đứa em chế tào lao phải không? Nhưng mà xin lỗi nghe, không có đâu, cái món này ăn hơi bị ngon á mọi người, ăn cái là dính liền á. Tắt bếp rồi mình cho vô thêm vài lát tắt ha, vậy là đầy đủ nguyên liệu rồi đó. Xúc ra mâm là mình lụm được thôi đó, món này cuối tuần còn hoa ngày lễ làm ăn một cái là hết bài. Thêm vô một chén nước chấm nữa, đây mời mọi người ăn nha, quá thơm rồi. Trời ơi thơm quá mọi người ơi, hơi nóng nha. Trời ơi con ốc này nó ngon, chấm miếng muối. Rồi mời mọi người nha. Giòn, thơm nha. Má đã làm thêm một con nữa nha. Quá ngon. Không phải tự làm tự khen đâu nha mọi người, mà cái món này nó ngon thiệt nha, nó ngon bà cố luôn á. Ai mà thích ăn ốc đó he là không có thể nào bỏ qua cái món này được nha. Đầy đủ nguyên liệu hết trơn, thành ra ăn con ốc của mình nó thơm, nó giòn mà nó ngọt he, nhai sừng sực đã lắm. Lay quay là sắp tới lễ nữa đó, đâu khi nào mà về quê mọi người thử làm cái món này ăn đi, đảm bảo là ngon nhất cái nách luôn á nghe.